Tại sao đưa tôi đến đây? Tôi muốn trở về cái chỗ cũ, cái ngày mà tôi làm thông ngôn cho người Pháp. Tôi để dành tiền, tôi nghe tiếng trống gõ đó, tôi chạy ào tới đó, cái tôi mua bông hồng tôi tặng cho nàng tiên cầm thanh của tôi. À, bông hồng. Bonsoir. Chờ tôi có lâu không? Dữ không? Tới hôm nay anh mới mặc bộ đồ mới mà tôi đã mua tặng cho anh. Tặng cô nè. À, cảm ơn anh. Ở đâu anh có vậy? Thì tôi mua. Giỏi quá ha. À, anh biết hôm nay là ngày gì không? Biết chứ. Ngày gì? Thôi nồi. Bảy. Hôm nay là sinh nhật của anh đó. Chưa đốt đèn mà thổi cái gì? Vậy thì đốt đi. Tặng cô nè. À, tặng cho tôi hả? Tặng cho tôi thì nói làm sao nè? Thành kính phân ưu. Bậy, anh nhớ lại đi. Hồi đó mỗi lần anh xem tôi hát, anh tặng tôi thì anh nói làm sao? Bây giờ anh nhớ đi nè. Tặng cô cầm thanh. À, giỏi lắm. Mà hôm nay anh tặng bao nhiêu bông vậy? Nớp lơ. 9 bông. Mà tại sao lại có 9 bông hả? Tại hôm qua cô rớt hết nhịp, tôi mới lấy lại một cái. Vậy là anh nhớ nhiều lắm rồi. Sao khóc vậy? Ai nghiếp hả? Tôi mừng quá. Vậy là không bỏ công thời gian qua, tôi lén chồng chăm sóc cho anh. Nhưng anh Liêm à, tôi đưa anh đến đây đã cuối đường, nên hôm nay là lần chót. Đời nghệ sĩ nghiệp cầm cá lấy buồn vui cuộc đời làm nghệ thuật. Khóc, cười, đau, giận, hàng đêm tôi quá thân trên sân khấu mong mà. Anh ơi, cô hãy vui lên mà đóng tròn hết những ý nghĩa của vở tuồng trên sân khấu. Tôi bình tâm hôm nay là mang ơn cô mãi mãi. Tôi trở lại cuộc đời dồn dã nhịp trong quân tiên đàn bầu thiên tha là tấm lòng cô đó. Từng câu giọng cố buồn làm tôi thêm mi thanh cho đến muôn đời. Tôi phải sống sao đây với những tháng ngày trong vắng. Trước mắt tôi không có tương lai mà chỉ là dĩ vãng đau thương của một người dùng cái niệm cho tôi một đời để nhớ để thương. Chúc mừng sinh nhật anh.
giờ anh thổi đèn đi. Giỏi lắm. Ý, không phải, đây nè, có con dao nè. Tiền này về quê mà sinh sống, tìm một việc gì đó để làm mà nuôi mẹ. Đừng ở đây nữa. Tôi biết, tôi biết tôi nhiều lắm, nhưng nợ nần kiếp trước giữa tôi và anh đến đây đã hết rồi. Giờ tôi phải về, tôi phải trở về với chồng tôi. Nhớ, hãy tìm một việc làm nào đó để làm mà nuôi mẹ. Đừng ở đây nữa. Đừng có khóc nha. Tôi như ai cào ai xe, người vợ mà tôi nâng niu, tôi quý yêu như ngà như ngọc. Hôm nay em nỡ ngoại tình không? Em đành lòng ngoại tình ngay trước mắt của tôi. Trời ơi, không phải đâu mình ơi. Mình ơi, hãy bình tâm mà nghe em nói. Còn nói gì nữa? Anh hiểu lầm rồi, em không hề dối gạt anh. Anh là người điên mà em vô công chạy giữa bấy lâu nay. Sao anh nỡ nào đánh đập người ta? Tâm thân bây giờ cô lại buông ra những lời nặng nhẹ trước mặt chồng của cô. Cô còn binh vực cho tình nhân phải đâu? Cẩm Thanh ơi, em đã làm cho anh đây bị tổn thương. Mình hãy nghe em nói. Không nói gì nữa. Em không hề có tội. Em đã yêu anh và sẽ chung quy trọn đời. Đủ rồi. Nếu đổi giả hai lòng thì em còn sống nữa mà làm gì? Buông dao ra, buông dao ra. Cô làm gì vậy? Định tự tử à? Định quyên sinh à? Cô ôm hết tội lỗi về mình. Cô định chết thay cho tình nhân phải không? Dạ không, không phải mình ơi. Cô lo cho nó đau đớn. Cô đâu có biết được nỗi khổ đau như gấu ruột xé gan khi tôi chém vào lòng tôi bằng nhát dao ngoại tình vừa rồi. Không phải đâu mình. Nhục. Trời ơi, tôi nhục. Nhục lắm Cẩm Thanh ơi. Mình ơi, mình nghe nói. Nỗi nhục này biến tôi thành một người đang sống mà như đã chết rồi. Mình ơi, mình hãy bình tĩnh mà nghe em nói. Cần gì giải thích nữa? Cô khỏi giải thích. Cũng may nhờ anh bạn diễn dân hạt của cô điềm chị, nên tôi mới biết điểm hẹn hò lý tưởng này. Chỉ một giây liếc qua thôi tôi đã biết ai thù ai bạn. Không. Thì ra đây là nguyên nhân khiến cô bỏ mặt chồng cô với vị thượng khách. Không phải đâu mình ơi. Tôi cầu khẩn, tôi gian xin em rồi. Tôi nói mình ơi, đêm nay nó rất quan trọng với anh. Đây là cuộc gặp mặt rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến tương lai, đến sự nghiệp của anh. Bỏ mặt mình ơi. Bỏ mặt đến đây đi hẹn hò với tình nhân. Tệ quá. Đối xử với tôi tệ quá Cẩm Thanh ơi. Tôi mình tệ ơi quá. Mình hãy nghe em nói. Mà em biết nói gì cho mình. Từ hiểu lâu rồi, sự thật đấy. Thiên hạ đồn đãi rất nhiều về cô, nhưng tôi không tin. Bởi vì trong lòng anh, em luôn là một người đạp bạc đức hạnh. Mình ơi,
anh đã sống hạnh phúc bên em. Anh sống rất hạnh phúc bên em. Mọi người nhìn vào, ai cũng tưởng chúng mình rất là hạnh phúc. Một cô đào hát nổi danh, sánh hôn cùng với một chủ bút tòa sản. Nhưng mà lầm hết rồi. Làm sao mà có được hạnh phúc? Bởi vì từ ngày cưới em đến bao nhiêu giờ, có bao giờ anh dám lừa ngồi dưới làm khán giả để coi em hát đâu. Nhìn em lả lơi với anh chàng này, rồi âu yếm người đàn ông nọ. Không mình ơi, mình đêm về nằm trong vòng tay của anh. Mình ơi, em âu yếm em vuốt ghê anh mà không biết em đang sống thật hay là đang diễn tuồng với anh nữa. Mình làm sao mà sống được hạnh phúc? Lúc nào lòng anh cũng dằn vặt, mới nghĩ không ra chuyện gì đã xảy ra với em. Khi buổi sáng hôm đó em thất thần như một cái xác không hồn trước Kim Liên Quan Ba nọ. Nhưng anh bỏ qua tất cả, bởi vì anh yêu em. Anh không thể nào sống thiếu em được. Cầm thanh ơi, anh phải giả điếc giả đuôi trước sự dối gian lội lúc đức hạnh của em. Mãi cho đến khi chứng kiến sự thật bị ổi này. Mình ơi, tại sao vậy? Mình ơi, mình tại sao em có thể chà đạp lên danh dự của chồng em? Mình ạ, mà đến đây tư tình với tình nhân trong căn phòng sang trọng này. Mình ơi, tại sao đối xử danh dự Cầm Thanh? Anh yêu em mà. Mình ơi, mình nghe. Thật ra hôm nay em đến đây với Liên. Nói đi, nói cho nghe. Anh ngồi để nghe em nói, là giải thích cho nghe cái chuyện này đi. Nói đi. Là tại em không biết nói. Mà nói gì bây giờ? Còn nói gì được nữa? Khi tôi chứng kiến một chiếc mặt nạ vừa đánh rơi để phơi bày đã có bộ mặt lăng loàn tắc nết của em. Cầm Thanh ơi, giá mà có thể giết chết được em trong lúc này anh cũng giết nữa. Em, cô quả là một con đĩ mà. Không phải đĩ đâu, cô ấy là người đàn bà đức hạnh nhất trong đời tôi được thấy. Anh muốn mắng chửi đánh đập gì tôi cũng được, không được xúc phạm đến Cầm Thanh. Cô ấy không phải là đĩ, mà là người đàn bà đức hạnh cao quý nhất trên đời. Cầm Thanh ơi, chính tôi đã giết chết hạnh phúc của cô rồi. Tại sao không để cho tôi điên? Thà là tôi điên để không còn thể nhưng bất hạnh của hôm nay. Để tôi điên loạn, tôi sống trong loạn cuồng. Những hình ảnh sống động trong tôi, nhân là quyền, trân là dương, quý vị là điêu thuyền. Để tôi mãi mãi tha hồn mình vào trong quên làng. Nói cũng hay lắm đấy chứ. Vậy mà cô bảo với tôi là hắn điên. Điên cái chỗ nào đó mà điên? Có lẽ trước đây anh là một người điên, nhưng đây là giờ phút thích hợp nhất anh tỉnh lại. Anh tỉnh lại, anh biết anh là người chiến thắng. Vì mãi mãi trái tim cô ấy đã thuộc về anh rồi. Có lẽ ra nông nỗi này em đã không thuộc về tôi. Cầm Thanh ơi, cứ nghĩ yêu em là sẽ hiểu được em. Sao tâm hồn đào hát lại mang nhiều dối ra? Không, không dối gian, mà đó là sự thật. Dũng ơi, anh đã sai lầm khi đánh mất Cầm Thanh. Tôi sai lầm. Theo anh đây là một người đàn bà đức hạnh. Để tôi nhìn kỹ cái đức hạnh lan chạ này thử coi. Anh không được xúc phạm tới danh dự người ta nghe chưa? Anh không được chết tôi à? Anh Liêm. Đó,
rồi đó. Vừa lòng chưa? Nó còn hăm dọa rồi đánh chồng cô nữa nè. Cô thấy chưa? Ông bạn ơi, làm gì đi ông bạn? Định giở trò anh hùng cứu mỹ nhân đó hả? Có đáng không? Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ cô đàn bà này đi, xem nó xứng đáng cho hai thằng đàn ông chúng ta xô xát gì với nhau gì đó hay không. Anh nhìn kỹ đi. Thích lắm hả? Thích thì nhường cho ông bạn đó, khỏi tốn một xu. Tôi cho không đó. Ôi, người đàn bà đức hạnh của các loại đàn ông. Cẩm Thạnh, kể từ giây phút này cô đừng bao giờ cho tôi gặp lại cái gương mặt xấu xa ghê tởm của cô nữa. Hết rồi, hết tất cả rồi. Trời ơi, tôi có tội lỗi gì đâu mà phải mất tất cả, mất tương lai, mất sự nghiệp, mất luôn cả vợ. Mất hết rồi. Em giết tôi rồi. Em giết tôi là Cẩm Thạnh ơi. Giết tôi là Cẩm Thạnh ơi. Cô Cẩm Thạnh, cô bình tĩnh lại. Đừng khóc cô. Cô bình tĩnh lại. Chưa đâu còn có đó. Đừng khóc cô. Khóc hồi nào? Ai khóc? Anh giận mà nói vậy chứ. Nỡ nào đang tâm bỏ vợ. Mà chuyện gì cũng tại tôi hết á. Tôi có lỗi. Tôi giấu chồng tôi nhiều lắm. Thật ra trong đêm đó vợ đã hứa, hắn không hề chạm đến người tôi. Tôi nguyện sẽ tự sát nếu hắn ra tay cưỡng bức. Vô cùng thâm độc, hắn hứa sẽ cho đoàn tôi tiếp tục hát, với điều kiện là tôi phải ở đó hát và đối ẩm qua đêm với hắn, hắn mới cho đoàn tôi tiếp tục hát. Vậy à? Đêm đó tôi có nghe tiếng la của cô. Tôi có chạy vô, nhưng bọn lính canh nó không cho tôi vào. Nó còn đánh đập tôi nữa. Nó ác độc lắm. Nó... Sao? Làm gì tôi, nó không có cưỡng bức tôi, mà nó xé quần, xé áo tôi, nó đổ rượu lên đầu tôi. Anh Hạc biết chứ, anh Hạc thương tôi nhiều lắm á, mà đâu dám làm gì. Thương tôi nhiều lắm, mà đâu chịu cưới tôi. Tại vì cưới tôi á, sợ mất khán giả. Bởi vì anh Dũng đòi cưới cái tôi chịu liền hả? Vậy hả? Mà anh Dũng đi lấy áo cưới nãy giờ sao lâu quá vậy ha? Cô sao vậy cô Cẩm Thạnh? Hả? Cô có sao? Cô tỉnh lại đi cô. Hay là bỏ tôi như mấy cha nói thương yêu tôi đó. Trời cô, cô đừng làm tôi sợ. Cô Cẩm Thạnh à, cô bình tĩnh lại. Cô sao vậy? Chồng tôi á, biết tôi sợ ông Quang Ba mà bắt tôi. Tôi sợ lắm. Cô sợ lắm. Thôi thôi thôi, cô đừng có múa nữa. Giờ cô lại đây. Cô tới đây nè. Cô lại đây, đứng đó. Cô ngồi xuống đây. Cô ngồi xuống đây đi. Kệ, tôi muốn nói gì kệ tôi. Cô Cẩm Thạnh, một lại này, tôi cảm ơn cô đã đưa tôi trở lại đời thường. Cẩm Thạnh ơi, cô đức hạnh quá, mà tấm lòng của cô nhân ái quá. Đừng vậy đi cha nội, làm gì vậy? Tụi trong đoàn á mà nó biết anh lại tôi vậy hả? Là nó luyện đá tôi chết à? Mà nói nghe nè, múa đâu có hay bằng tôi đâu mà múa. Biết ta là ai không? Ta là con của má ta. Má ta là con của ngoại ta. Ngoại ta đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Đồ sướng ca vô loại. Má ơi đừng đánh con đau. Cô Cẩm Thạnh à. Con bội làm đau. Cô Cẩm Thạnh. Con. Cô Cẩm Thạnh.
Cẩm Thanh. Cô ơi, cô tỉnh lại. Cô Cẩm Thanh. Cô Cẩm Thanh. Ông Bầu ơi, tôi chạy lắm ông Bầu ơi. Không có tôi mà. Tôi chào các người cô sợ lắm. Trời, có ai không? Không. Có ai làm ơn cứu giùm cô Cẩm Thanh của ai không? Tôi đi cho má một mình thôi mà. Có ai không? Làm ơn cứu giùm cô Cẩm Thanh. Bà Bầu ơi, tôi nghe cô lắm. Đừng. Cô Cẩm Thanh à, bình tĩnh lại. Má ơi, má sao? Trời ơi là trời. Má ơi, con về với má được. Có ai không? Ở đây ông làm ơn cứu giùm cô Cẩm Thanh. Cô ai ông làm ơn cứu giùm cô Cẩm Thanh đi. Sẽ không còn, cũng như nhà tòa soạn báo của anh Dũng cũng không còn nữa. Nhưng em vẫn mãi mãi là Cẩm Thanh. Em vẫn mãi mãi là Cẩm Thanh mà Cẩm Thanh. Anh Hạc ơi, tại sao lại là còn đêm cuối cùng? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả anh? Xảy ra chuyện gì vậy anh Hạc? Tên Quang Ba ra lệnh đuổi đoàn tụi tôi ra khỏi Sài Gòn sau đêm nay rồi. Chúng tôi chỉ còn diễn một đêm diễn cuối cùng thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ hát một sức hát hay nhất trong đời của mình luôn. Có phải như mai đây đường chia hai. Anh Hạc, cổ không phải là Cẩm Thanh, cổ Quyền Trân. Quyền Trân. Gọi nữa, gọi to lên, nữa lớn nữa, Hạc, gọi lên Quyền.